phúc trung sầu bất lạc. Nguyện tác Lan Mã Tiên. Xuất nhập Hoàng Lan Tý, điệp tọa Lan Tất Biên. Ban Nhược à, Ban Nhược, tại sao ta nhất thiết phải có nàng chứ? Ra ngoài hết cho ta. Dạ. Dạ. Vũ Văn Hộ, Dương gia ta có thù oán gì với ngươi? Sao ngươi lại làm những chuyện bẩn thỉu như vậy chứ? Đây chẳng phải là Dương Thế Tử ở Trần Lưu hay sao? Sao vậy? Đừng có giả khùng giả điên với ta. Thế Tử như vậy là muốn lấy mạng của ta hay sao? Thù oán gì đây? Hay là Trần Lưu quận công muốn tạo phản hả? Nói năng tùy tiện. Chuyện mà ngươi đã làm tôi ngươi biết rõ. Chẳng lẽ tôi còn phải kể từng chuyện một hay sao? E rằng Thế Tử thật sự phải nói từng chuyện một cho ta biết rồi. Vũ Văn Hộ ta đã làm nhiều chuyện ác, ngay cả trẻ con trên phố cũng muốn hát đồng dao để bôi nhọ thanh danh của ta. Thế Tử nói đi, ta đã làm những chuyện gì có lỗi với Thế Tử chứ? Ngươi Điện Hạ, vào đi. Thư tín và la cho người đưa đến à? Dạ. Thế Tử nói gì hả? Độc Cô Mạn Đà và lão già Lý Bính hả? Vũ Văn Hộ, người đúng là đồ vô sĩ. Ta không có ý đối địch với hai vị quận công Lũng Tây và Trần Lưu, cũng không quan tâm chuyện riêng của Độc Cô Phủ. Dương Thế Tử à, e rằng Thế Tử đã tìm lầm người rồi. Người ta nói Thái Sư là người dám làm dám chịu, không ngờ ngươi lại đi tiện như vậy. Chuyện Du Khống phỉ báng gây mưa gió khắp thành ta đã nghe rất nhiều. Thế Tử muốn khích ta thế nào ta cũng không quan tâm. Trái lại là Thế Tử nửa đêm nửa hôm một thân một mình đột nhập vào phòng ngủ của ta, can đảm này khiến người ta phải khâm phục. Ta không kính Thế Tử một chút làm sao là được đây? Dương Kiên, ngươi sẽ không giết được ta đâu. Có lẽ ai ai cũng có thể bước vào gian phòng này, nhưng chưa hẳn ai cũng có thể sống sót bước ra. Nhưng mà sĩ diện của ngươi ta sẽ giữ lại cho ngươi. Ngươi đừng nhiều lời với ta. Ta chỉ muốn biết ngài đã làm gì bạn đà. Thì ra ngươi cũng say mê bởi sắc xuân lòng khó nguôi hay sao? làm sao đây? Vốn dĩ ta cứ tưởng uống rượu có thể sẽ tỉnh táo hơn, nào ngờ càng uống càng hồ đồ mà. Ngài đừng hòng đánh lạc hướng với ta. Ngài có nhiều ân oán với tướng quốc ai ai cũng biết. Hơn nữa Thái Sư đã phá hoại tình nghĩa trụ cột, là vì bước tiếng độc chiếm triều giả của ngài. Chắc đây không phải là lần đầu tiên ngài làm thì phải. Lần trước ngài vì muốn phá hoại hôn sự của Đinh Nô Nhân và Ban Nhược, ngài không phải cũng là phá hoại quan hệ giữa bạn đà và già la rồi sao? Còn có chuyện này nữa sao? Xem ra đầu óc ta càng lúc càng tệ rồi đó. Thôi được, ngươi đã kiên quyết nói như vậy tất nhiên cũng rất có lý. Cho dù thật sự như ngươi đã nói, bây giờ ngươi nhất thời manh động giết chết ta, Trần Lưu Dương gia không thể dễ dàng thoát thân được đâu. Trái lại còn mang tiếng giết hại hoàng tộc. Bất kể sau này khởi binh hay là quy thuận, sẽ không ai tin tưởng Dương gia người nữa. Ngay cả Độc Cô Tính cũng chưa hẳn sẽ giúp cho người. Đa tạ Thái Sư đã nhắc nhở. Nhưng mà nếu ta suy nghĩ nhiều như vậy thì hôm nay ta sẽ không tới đây. Dừng tay. Dạ là nói không sai, quả nhiên ngài đang ở đây. Mùi ấy nói thế nào? Mùi ấy cho người mang thư đến, kêu ta nhất định phải ngăn cản ngài. Ca thư, đừng bận tâm, bọn họ đều là khách, ai nấy đều là người không qua được ải tình, cũng là duyên phận đó. Dương Kiên, Gia La nhà ta chuyển lời tới ngài, chuyện của Mạn Đà đều là hành vi của Độc Cô Gia, tuyệt đối đừng tin lời tiểu nhân. Nên trách Độc Cô Gia? Chỉ vậy thôi sao? Vậy Dương Kiên này là gì đây? Hả? Hả? Thế Tử cũng là người si tình đó. Mạn Đà muội muội kia có vẻ đẹp khiến người ta động lòng, quả thật đáng để lưu luyến. Nhưng nếu Độc Cô Phủ đã nói lời xin lỗi với ngài, e rằng đời này kiếp này ngài với muội ấy có duyên không có phận. Dương Thế Tử, nếu ngài còn tiếp tục gây sự như vậy, hãy đợi Độc Cô lão tiền bối quỳ trước mặt ngài đi.
thật không? Còn giả được sao? Vậy hả? Chuyện này là do Tam Tiểu Thơ và Phủ Thành Dương làm đó. Nếu không cô nương họ Hạ kia cũng không bị cắt đứt gân tai, cắt mất lưỡi nữa. Cuối cùng còn bị bán cho bỏ thang nữa đó. Thật không vậy? Thật đó. Chắc là đã nhìn thấy điều không nên thấy rồi. Vậy hả? Cô ta muốn làm hoàng hậu nên mới làm như vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là cô ta ranh ma thiệt đó. Phải đó, ranh ma thiệt. Đại tiểu thơ gả cho Dương gia đã hãnh diện lắm rồi, nhị tiểu thơ gả cho quận công sao lại im hơi lặng tiếng như vậy? Đúng rồi. Phụ thân, Lý Bính huynh đệ nói rồi, sau tam triều hồi môn sẽ đưa con về Lũng Tây. Mạn Đà, đường đi là người ta tự tìm lấy, những chuyện trước đây cháu có thể quên hết tất cả. Hy vọng sau này con có thể sửa chữa lỗi lầm, tự lo liệu lấy đi. Phụ thân, nữ nhi cũng sắp xuất giá rồi, phụ thân không thể nói vài câu ấm lòng được hay sao? Con gả đi xa, cha cũng đã làm theo ý muốn của con. Của hồi môn của con đã được tăng lên gấp đôi rồi. Quản gia, tiễn nhị tiểu thơ xuất giá đi. Hôm nay ta thấy không được khỏe nên ta không tiễn đâu. Phụ thân, theo lễ nghi các vị huynh trưởng nên đưa con vào kiệu qua, nhưng họ đâu hết rồi? Người đâu? Quan khách đâu? Quan khách đi đâu hết rồi? Cha chỉ để cho một quản gia tiễn con thôi sao? Tiểu thơ, hay là chúng ta mau đi đi, đừng để lỡ mất giờ lành. Cấm miệng lại! Tại sao bình thường thì có 6 kiệu, còn con chỉ có thể 2 kiệu thôi? Không ngờ cho tới bây giờ con còn so đo những điều này à. Đây là điều con nên có mà. Suốt cả đời này nữ nhi chỉ xuất giá có một lần thôi. Phụ thân nhẫn tâm để cho con xuất giá lần này bụng xỉn như vậy hay sao? Tiễn nhị tiểu thư xuất giá đi. Phụ thân!